Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng phát triển các cụm công nghiệp, thu hút các dự án công nghiệp, dịch vụ đầu tư vào địa bàn, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng. Song đến nay, tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp vẫn rất chậm. Huyện Ân Thi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 3 cụm công nghiệp. Hiện nay đã có các nhà đầu tư đăng ký vào xây dựng hạ tầng. Có những cụm công nghiệp đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Nhưng nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn chưa vào triển khai làm các thủ tục như kiểm đếm, bồi thường để xây dựng. Người dân và chính quyền sở tại chỉ biết là diện tích này đã được quy hoạch cụm công nghiệp nhưng chưa biết bao giờ mới triển khai. Dân thì hiện nay là vẫn đang canh tác nhưng mà tâm lý không yên tâm, không biết lúc nào nhà nước thu hồi đất. Thế nên đề nghị các cơ quan chức năng cũng như là chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và có cái hoàn thiện các cái thủ tục cũng như có cái lộ trình để cho người dân nắm được. Theo quy hoạch vùng, huyện Tiên Lữ được xây dựng 5 cụm công nghiệp. Hiện có 3 cụm công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Huyện và các địa phương đã tổ chức họp dân tuyên truyền về địa điểm, diện tích và những ưu đãi của tỉnh khi người dân nhường đất cho các cụm công nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, hình hài các cụm công nghiệp này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ. Nhà đầu tư thì vẫn gặp một số khó khăn nên trong cái việc hoàn thiện cái thủ tục pháp lý. Ví dụ là cái thời gian để hoàn thiện thì cũng chưa được đảm bảo theo tiến độ. Đấy, thì cũng đề nghị là các sở ngành chức năng thì có cái hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư để có thể hoàn thiện được các cái thủ tục pháp lý theo quy định. Được biết, cùng với nguyên nhân một số chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa sát sao với công việc, năng lực tài chính có hạn, thì hiện nay vướng mắc dẫn đến tiến độ triển khai các cụm công nghiệp chậm là do về cơ chế chính sách. Theo quy định, thì các cụm công nghiệp liên quan đến diện tích đất lúa đều phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Sau khi có quyết định thì mới triển khai làm các bước như kiểm đếm, bồi thường và xây dựng hạ tầng. Đây cũng là khó khăn mà công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng ALS, đơn vị được giao làm hạ tầng cụm công nghiệp Ngô Quyền có diện tích hơn 30 ha ở huyện Tiên Lữ gặp phải. Trong quá trình mà đầu tư thì chúng tôi cũng gặp một số những cái khó khăn, đặc biệt chuyển đổi diện tích đất lúa sang cái đất phi nông nghiệp. Thì hiện tại theo cái quyết định bây giờ thì cần phải có cái quyết định phê duyệt của Thủ tướng. Thì thực ra cái bước này nó cũng là một cái bước nó kéo dài thời gian, cũng gây những cái ảnh hưởng và khó khăn nhất định cho cái doanh nghiệp của chúng tôi. Rất là mong tỉnh cũng như là huyện ủng hộ và có công tác hướng dẫn chúng tôi chi tiết hơn để chúng tôi đẩy nhanh được cái tiến độ cũng như là cái công tác thu hồi đất. Cụm công nghiệp nếu phát triển tốt sẽ tạo ra những đột phá trong thu hút đầu tư, nhất là vào các huyện khu Nam của tỉnh, nơi chưa có các khu công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, để phát triển cụm công nghiệp, ngoài các cơ chế của tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng như công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường và xây dựng, cũng như các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Nếu không, sẽ rất khó để triển khai nhanh theo kỳ vọng của tỉnh.